Hello and welcome to my channel. It's me again. Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Anh Đại Dương và đây là series ôn thi tiếng Anh trung học phổ thông chuyên đề ngữ âm Lesson 2. Và bạn có thể tham khảo thêm các cái bài khác để ôn tập một cách tốt hơn nhé. Mình để ở đường link mô tả phía dưới ạ. Cảm ơn các bạn. Và đây là chuyên đề ngữ âm Lesson 2. Chúng ta bắt đầu. Let's go. Chúng ta có câu số 6 ạ. Bạn xem qua nhé. Rồi. Chúng ta sẽ đi vào cách phát âm của từng từ một nhé. Đầu tiên chúng ta có từ đọc A, đọc là new. New. Phần gạch chân EW được phát âm thành là chữ U này phải không ạ? New. Tiếp theo chúng ta có B, bạn biết đọc là gì không ạ? Và hãy để ý vào cái B này. B này chính là cái vấn đề của bài này ạ. B được đọc là so. So. Như vậy chúng ta đã có được sự khác biệt phải không ạ? Và hãy để ý cái C này nhá. Cái C đều phát âm là gì bạn biết không ạ? Đó là few. Few. Vậy chúng ta đã có sự khác biệt rõ rệt và đáp án đấy chúng ta có đó chính là đáp án B phải không ạ? Đọc là so. Và bây giờ tôi sẽ cho bạn nghĩa của các từ này nhá. Chúng ta có A, new, nghĩa là mới phải không ạ? Đây là một tính từ, có nghĩa là mới. Tiếp theo chúng ta có so là một động từ, có nghĩa là khâu ạ, khâu vá đấy ạ. Tiếp theo tôi có few là một trạng từ, có nghĩa là một vài. Và cuối cùng chúng tôi có từ nephew, đây là một danh từ ạ. Nephew có nghĩa là cháu trai, đúng chưa? Nephew. Và dĩ nhiên cái phần EW được phát âm là âm U, đúng chưa? Nephew. Chúng ta đến với câu số 7 ạ. Bạn nhìn qua đi. Rồi và bây giờ sẽ là cách đọc ạ. Từ A này được phát âm là gì ạ? Là son. Son là âm gì ạ? Đó chính là âm S nhỏ, âm nhẹ thôi, S nhẹ, son. Hãy để ý đến cái B này ạ. Chúng ta đọc là gì bạn biết không ạ? Đọc là sure, chứ không phải đọc là sure. Chúng ta đọc là sure, tức là âm S, đây là một âm S nặng, phải không ạ? Đọc rất là nặng, sure. Đây chính là cái ký hiệu phiên âm của nó đấy ạ. Sure, rồi. Chúng ta đã có sự khác biệt giữa A và B. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến cái C đọc như nào thôi là sẽ có đáp án đúng không ạ? Cái C này được đọc là success. Success. Vậy âm sờ mà tôi đọc ra là một âm sờ nhẹ phải không ạ? Success. Vậy chúng ta có đáp án luôn ạ. Đó chính là đáp án B, sure. Và ngoài ra short là một âm sờ nhẹ. Chúng ta học nghĩa của các từ này nhé. Sure là A là sun, là một danh từ, chắc hẳn nhiều bạn biết nghĩa rồi, nghĩa là mặt trời phải không ạ? Tiếp theo chúng ta có sure là một tính từ, có nghĩa là chắc chắn. Success là một danh từ, có nghĩa là thành công. Và short là một danh từ cũng được, có nghĩa là loại, hoặc làm động từ cũng được. Động từ sẽ mang nghĩa là phân loại, hoặc là danh từ là loại, sort. Chúng ta sang câu số 8. Bạn đọc qua số 8 nhé. Số 8 yêu cầu chúng ta về cách phát âm về ED phải không ạ? Và cái cách phát âm ED này thì trong lesson 1 có đề cập một lần rồi. Và bạn có thể tham khảo lesson 1 nhé. Hoặc là nếu như bạn cần yêu cầu dạy kỹ hơn về cái cách đọc ED là bạn có thể yêu cầu và để comment ở phía dưới. Mình sẽ đọc và tham khảo là sẽ làm theo yêu cầu của nhiều bạn nhé. Chúng ta sẽ có cái A, âm ED đọc thành âm gì ạ? Đó chính là âm T. ED được phát âm thành T khi mà nó đứng sau các cái âm hay là các cái chữ cái gì bạn có nhớ không ạ? Đó chính là chữ cái K, P, F, C hoặc là SH hoặc là gì đấy. Còn một vài cái nữa được không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ phát âm là worked. Worked. Worked, đúng chưa? Worked.
Tương tự như vậy tôi còn từ nào phát âm như thế không ạ? Và dĩ nhiên bạn có nhìn thấy chữ P ở trong cái cụm mà tôi vừa mới viết ở đây không ạ? Và chúng ta sẽ có từ được đọc là stopped. Stopped. Đúng chưa? Tiếp theo tôi có forced. Forced. Forced tờ đúng không ạ? Âm T, chữ C này. Âm đọc ra chữ S xì gió, bạn có nhìn ra trong này không ạ? Và cuối cùng tôi có, đây chính là mấu chốt của vấn đề ạ. Đó là wanted. Tức là âm it, âm ed đúng chưa? Âm it, âm id đấy. Wanted. Wanted, đúng chưa? Vậy đáp án của chúng ta chính là đáp án D, đúng chưa? Wanted. Chúng ta sang câu số 9 nhá. Câu số 9 có cái cách phát âm về chữ A này ạ. Cần phải phát âm như nào đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ lấy ở đây đó chính cái âm E này. Âm E này. Bạn có từ đầu tiên được phát âm là gì bạn biết không ạ? Đó là grammar. Grammar. Chữ A này được phát âm ra âm A. A. Được chưa? Grammar, chứ không phải đọc là grammar, không phải thế, đâu ạ. Grammar, nó có hơi thiên hướng chữ E, giống là chữ E, giống chữ E một chút thôi, chứ không phải là chữ E hẳn. Đọc là grammar. Tiếp theo chúng ta có damage, không phải là damage, mà là damage. Tiếp theo chúng ta có mammal, không phải là mammal, mà là mammal. Và D chính là đáp án mà chúng ta cần phải lưu ý, cái D được phát âm là drama. Đây ạ, drama là một âm A này ạ. Drama. Yeah, drama. Đấy, drama. Và đáp án của chúng ta đó chính là đáp án D, drama. Ở đây thì grammar có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là ngữ pháp. Ngữ pháp. Còn damage ở đây là một động từ có nghĩa là gây tổn hại. Damage. Mammal là một danh từ có nghĩa là thú. Mammal. Và cuối cùng bạn có drama là một danh từ có nghĩa là kịch. Đúng chưa? Drama. Chúng ta sang câu số 10 nhá. Câu số 10 bạn có nhận ra rằng là nó cũng yêu cầu giống câu số 9 đúng không ạ? Cũng yêu cầu chúng ta là để ý cách phát âm của chữ A này. Đấy. Rồi chúng ta, cái này câu số 10 này sẽ khác câu số 9 một tí này. Bạn sẽ để ý nhá. Chúng ta vẫn sẽ để ý đến cái âm A này, âm A. Cái A chúng ta có cách phát âm đó là candy. Candy, tức là cũng là âm A này đúng không ạ? Candy. Sandy cũng thế nè, sandy. Và handy cũng thế, thế nhưng mà cái C này chính là đáp án của bài này. Và bạn cần phải để ý nhá. Cái C này, cái cách phát âm của nó là âm E. Giống với, có giống với tiếng Việt của mình một chút ạ. Là âm E. Đọc là many, many, chứ không phải đọc là nanny, nanny, không phải thế. Đọc là many. Mình nhấn mạnh lại một tí nhé. Từ này được đọc là sandy, chứ không phải đọc là sandy, mà đọc là sandy. Giống ai ấy. Nhưng mà cái C không đọc là many, M-M-M-E, many, chứ không phải là many, mà đọc là many, tức là âm E này. Đấy. Như vậy thì bạn cần để ý đến cái từ này nhá. Chúng ta có candy là ngọt hay là kẹo đúng không ạ? Sandy là liên quan đến nhiều cát này. Handy là có thể mang bằng tay hoặc là xử lý bằng tay này. Và many nghĩa là nhiều, đúng chưa? Và hy vọng rằng là 5 câu vừa rồi sẽ giúp bạn rất nhiều về cái ngữ âm để trong ôn thi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và đăng ký theo dõi kênh chia sẻ video của mình nhé. Và theo dõi các video tiếp theo. See you in the next video. Thank you.